Chào anh em, tôi là San Virtu đây. Hôm nay tôi sẽ có một cái thông điệp riêng đặc biệt gửi tới những anh em làm giám đốc có kinh nghiệm lâu năm. Nếu mà các anh em làm giám đốc lâu năm rồi thì chắc hẳn là các anh em cũng mong muốn là mình có thể tăng thêm uy tín để có thể có thêm được nhiều khách hàng và có thêm được nhiều hợp đồng và có thêm được nhiều tiền. Và cũng chắc hẳn là khi mà các anh em là giám đốc lâu năm rồi thì các anh em cũng có một cuộc sống kinh tế nó dư giả và các anh em muốn tận hưởng cái số tiền mà mình làm ra, bởi vì mình làm ra nhiều thì khi chết đi mình cũng có thể mang xuống đất được, đi theo mình được đâu. Vì thế nên là trong cái cuộc đời rất là ngắn ngủi như thế này thì anh em cần phải tận hưởng những cái thành quả mà anh em xứng đáng đạt được, và anh em nên trải nghiệm những cái cuộc sống đẳng cấp, thượng lưu, đẳng cấp bậc nhất trên thế giới. Và trên tay tôi đây là một chiếc Virtu CXS chính hãng nội vỏ. Chiếc điện thoại Virtu này sẽ giúp cho các anh em nâng tầng đẳng cấp lên một cách cực kỳ nhanh chóng. Không cần biết các anh em là ai, không cần biết các anh em có bao tiền, nhưng mà chỉ cần có chiếc điện thoại Virtu này ở trong tay, trong túi quần thôi thì tất cả mọi người đều nể trọng và kính phục anh em. Một chiếc điện thoại Virtu này được cấu tạo bởi 388 thành phần cơ khí được lắp ráp phức tạp lại với nhau. Riêng cái nhạc chuông của Virtu này thì được dành riêng cho điện thoại này, và người ta hãng Virtu thuê riêng một cái dàn nhạc giao hưởng đi đến một cái phòng thu đặc biệt nhất ở thủ đô London và đánh lên cái bản nhạc đó, sau đó là thu âm và copy vào trong cái chiếc điện thoại Virtu này. Vì thế nên là chỉ cần nhạc cái điện thoại Virtu này được vang lên thôi, khi mà có người khác người ta gọi điện đến và cái nhạc chuông nó được vang lên thôi thì tất cả mọi người đều chú ý và mọi người đều biết anh em là người đẳng cấp. Và khi mà các anh em có được trong cái chiếc điện thoại Virtu này trong tay này thì các anh em đi làm việc và ký kết hợp đồng rất là hanh thông, rất là dễ dàng, bởi vì mình đã chứng tỏ được đẳng cấp rồi và người ta đã biết mình là ai rồi và người ta đã biết được năng lực của mình rồi. Vì thế nên là anh em có năng lực thực sự rồi, nhưng mà không thể nào mà bộc lộ, không thể nào mà phát huy được ra ngoài một cách nhanh chóng, thì anh em hãy dùng những chiếc điện thoại Virtu chính hãng nội vỏ này, sẽ mang lại cho các anh em một cái uy tín và một cái đẳng cấp rất là nhanh chóng và dễ dàng. Tiếp theo nữa là anh em cũng cần phải tận hưởng cái cuộc sống của mình. Khi mà có chiếc điện thoại Virtu này thì anh em sống cảm giác nó khác lắm. Đây là các anh em sẽ tận hưởng được cái cuộc sống sang trọng, thượng lưu, đẳng cấp bậc nhất ở trên thế giới. Các anh em sẽ hiểu được cái cuộc sống xa hoa và các anh em sẽ hưởng thụ được những cái gì mà mình làm ra. Khi mà anh em hưởng thụ được những gì mình làm ra, khi anh em chăm sóc cho chính bản thân mình và chi tiền cho chính bản thân mình trước, thì lúc đấy anh em sẽ rất là hưng phấn và làm việc sẽ hiệu quả hơn, và lúc đó là tiền nhiều hơn. Vì thế nên là chiếc điện thoại Virtu chính hãng nội vỏ này có thể giúp ích rất là nhiều cho những anh em giám đốc. Và một cái tin buồn cho anh em là những cái chiếc điện thoại ở trên mặt bàn của tôi thì đã được đặt hàng, đặt cọc và bán hết rồi. Những cái chiếc điện thoại Virtu chính hãng nội vỏ như thế này trong tuần này không còn nữa, và sang tuần sau mới có. Vì thế nên là anh em nào mà quan tâm thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0965096886, hoặc là nhắn tin Zalo với tôi qua số điện thoại 0965096886. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo. Những video tiếp theo thì khi mà hàng về thì sẽ có giá cả và những thông tin chi tiết để phục vụ cho các anh em. Xin hẹn gặp lại các anh em.